Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị, anh chị, bà con cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ. Khả năng của tôi ở phòng số điện thoại 0326062789 nhé. Hôm nay thì trời hơi mưa một chút. Quý vị anh chị nào mà đến xem xe thì anh em mình nhớ alo cho Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 nhé. Thì hôm nay nhà hiện tại thì nhà đang còn khoảng hơn 200 mẫu. Các dòng các đời. Quý vị anh chị bà con nào mà đến cửa hàng thì ngó nghiêng qua con nào được hợp lý thì alo cho em. Đây. Đấy. Nhiều quá. Xe thì có vài trăm cái. Chị đẹp kia là người Hải Phòng nhá. Đấy, đang quản lý chồng đấy. Chồng thế thôi sắp bị em lừa rồi đấy. Sắp bị em lừa mua xe ở nơi rồi. Quý vị anh chị nào mà đến cửa hàng thì anh em mình alo cho Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 nhé. Nhà thì đang có những dòng đời Kia Morning này, i10, Vios, Accent. Rồi thì nhiều nhất là Vios và Accent. Số sàn, số tự động đủ cả các bác nhé. Nhưng mà đặc biệt thì hôm nay có xin giới thiệu cho bà con một chị một mẫu Kia Sorento. Kia Sorento đó là phân khúc SUV hạng sang của dòng Kia. Nó là dòng gầm cao máy thoáng đấy. Đó. Dòng này thì nó hơi đắt một chút nhưng mà nó có nhiều option và nó cao, quan trọng là nó cao. Đời 2013 các bác nhé, phiên bản số tự động. Cửa tiền nó loanh quanh khoảng tầm hơn 430 một chút, 44, 43 là bán các bác nhé. Mẫu này thì nó hợp lý giá tiền với cái cửa tiền đấy. Còn thực tế mà nó 430, 440 anh em có thể mua được rất nhiều xe khác mới hơn. Nhưng mà chất lượng thì không bằng nó được. Nên là cửa tiền nào nó ăn xe tầm đấy các bạn. Ngày xưa mới nó tiền tỷ, 8-900 tiền tỷ đấy. Thì bây giờ nó rẻ đi rồi, nó có 400 hơn 430 thôi. Nhưng mà xăng thì nó sẽ tiêu hao của chúng ta loanh quanh khoảng tầm khuôn 13 lít, 12-13 lít đấy. Nhưng mà nó lại gầm cao máy thoáng và xe đẹp hơn, form dáng đẹp hơn. Nhiều bác sẽ nghĩ là ưới còn đấy tầm một còn Accent mới giờ mới gần 500, còn Vios gần 500. Số sàn, số tự động các bạn. Đời 2013. Anh em cảm thấy ưng thì hợp lý thì anh em lấy thôi. Cái dòng này không phải nhiều bác thích. Nhưng mà nó đã đi nó rồi thì chắc không muốn xuống dòng khác đâu. Thấp nhất anh em phải chọn những con như là Hyundai Santa Fe hay là Tucson nhé. Em có một Tucson đời 2010 máy dầu nhé. Con đấy cũng hợp lý với cửa tiền 380 thôi. Con này thì 430. 440 để anh em 43 thôi. Kia Sorento màu lâu, biển Hà Nội. Được cái nó biển Hà Nội nữa, anh em là người Hà Nội có thể sang tên giữ biển. Đó. Chiếc này nó không có lỗi thì nó mới giá đấy. Nếu nó lỗi thì nó thật với các bác là nó chỉ loanh quanh khoảng tầm khuôn 370-360 thôi. Mà không, xe không lỗi thì anh em không mua rẻ được. Loại này thì nó thật với các bác là làm đầu tư 400 triệu này phải lãi 20 triệu. Lãi 20 triệu là vừa. Còn lãi 15 triệu là ít. Còn lãi 50 triệu là lỗ. Vì tiền đầu tư nữa chứ. Nhiều anh em cứ tính cho bọn em này. Mày mua 43 về bán 44 là được rồi. Bán gì 45, 46 đúng không? Không có đâu. Giờ người khôn của khó không? Chết rồi. Chìa khóa rồi. Đùa. Chán thực sự luôn. Hay để chìa trong đây rồi. Thằng nào cũng cầm. Thôi rồi, Kia Sorento đời 2013. Alo. Đấy. Cho nhân viên nó mang chìa khóa ra các bác nhé. Về cái tổng quan thì nó rộng hơn, nó to hơn, đẹp hơn so với những dòng xe mà giá rẻ, phân khúc khác. Nó gầm cao hơn, đi nó cũng sướng hơn. Nếu mà vũng nước sâu sâu nó lội nước sướng lắm. À, mang chìa khóa con Sorento đấy nó. Hả? Ơi. Đây này, có cả rửa đèn pha các bác nhỉ. Cái hai núm này là cái núm rửa đèn pha đấy. Khi chúng ta gạt thì như đèn pha này, ba lớp hay là mấy nấc nhỉ. Nó có hướng dẫn đấy anh em. Gạt thì nó sẽ tự động nó phun nước lên cái đèn pha kia. Thực ra là mình xuống mình nạo cũng được. Nhưng mà nó có thì nó giờ nó đẳng cấp, dòng xe đẳng cấp thì nó sẽ phải gì hơn đúng không? Đấy. Thì nó sẽ phải nhiều cái ứng dụng hơn. Đây, nội thất đây các bác nhìn này. Về phần nội thất của nó thì keo chỉ nó zin này. Đấy. Vân sần nó zin hết. Dòng này thì không taxi dịch vụ gì rồi. Chẳng ông nào mà mua cái dòng này 2.4 mà về chạy dịch vụ cả đúng không? Nhưng mà đã được trang bị thêm cả cam nhìn nốt kìa. Đằng sau kia mấy cam màn hình cam nùi này.
Đấy, to vật vã, cửa sổ trời hai cái các nhé, đằng sau một cái, đằng trước một cái, hai cái cửa sổ trời luôn. Ghế da nguyên bản theo xe, nó bọc thêm một cái bộ ghế rất là đẹp cùng với ghế điện các bác nhìn này, ghế điện này. Đấy, ghế điện nhá. Nhìn nó nét căng luôn rồi. Không có đâm đụng va chạm gì cả. Máy số zin, keo chỉ zin. Dòng này thì nó đi sướng lắm, anh em mà đi dòng này rồi thì chắc không muốn đi dòng khác đâu. Nội thất của nó đẹp hết này, zin hết nguyên bản từ đầu này. Keo chỉ cánh cửa là nguyên zin nhá. U con này nốp mới lắm anh em ạ. Nốp này nốp mới luôn này. Các bác nào mua con này thì về nốt nó cũng rất là mới nhá. Các bác về không gần như không phải làm nốt, không phải thay nốt này. Nốt mới lắm, cốp cáp rộng. Đây. À, anh quên mất chưa giới thiệu cho các bác là đây là dòng xe 7 chỗ nhá, không phải 5 chỗ đâu. Nếu 5 chỗ thì nó rẻ hơn. 5 chỗ thì nó rẻ hơn nhiều. Đây là 7 chỗ. Đấy. 7 chỗ thì anh em có thể đi gia đình hoặc đi công trình công trường, đi công việc gì anh em chở đồ chở đạc, anh em hạ ghế, không thích anh em nâng ghế lên. Cái ghế đặc biệt cái ghế này nhá, dòng Kia như Karen với dòng Sorento này, ghế nó nằm ra thành một cái giường luôn. Nếu anh em mình có người yêu, anh em đi dã ngoại nhá. Anh em mình hạ xuống, anh em đóng cửa và anh em rung thôi rồi. À quên. Anh em tha hồ ngủ nhá. Đây các bác nhìn này. Đẹp luôn. Keo chỉ nó zin hết cả xe mà. Những con xe này nó thật với các bác là không dám bắt dòng xe lỗi đâu. Xe lỗi thì có chỗ người ta bán lỗi đấy. Anh em, có chỗ người ta làm lại xe lỗi người ta bán đấy. Đâm nhẹ nhẹ thôi chứ đâm nặng thì nó rã xác nó bán. Nó bán phụ tùng, còn nó đâm nhẹ nhẹ này nó sửa nó bán lại. Nên là thôi. Anh em mình mua con nào nó ba quẹt nhẹ thôi thì được, nếu còn đâm đụng nặng là chết luôn. Đâm đụng nặng thì nó thật với các bác là vẫn đi được, nhưng mà nó phải rẻ đúng giá trị của nó cơ. Chứ còn đâm đụng nặng rồi thì mà bán giá cao thì hơi buồn, nhưng con này thì zin hết nhá. Cam kết bảo hành luôn. Quý vị chị nào đến cửa hàng anh em mình cứ alo trực tiếp cho Khả Đăng. Số điện thoại của em là 0326062779 nhá. Em đề đổ máy cho các bác xem luôn, xem máy móc như nào. Đây. Xe đi bao nhiêu vạn này anh em cho anh em xem luôn này. 9 vạn 1 nhá, 9 vạn 1 rồi. 91.000 km các khả năng là chuẩn thôi. Màn hình là to vật vã lắp thêm. Đấy, hai cửa sổ trời này. Toàn cảnh cửa sổ trời toàn cảnh nhá. Đấy. Trong này thì có một số đống đồ kính các thứ này. Úi giời, toàn đồ đẹp ấy. Xe này là nhà của đại gia đấy, của chú lớn tuổi đấy. Đây, chú lớn tuổi rồi, rất nhiều kính lão nhá. Mấy kính lão này. Đồ này chắc giả lại chú đâu. Giờ chúng ta cùng khám phá cái phần khoang máy nào. Về máy móc của này thì máy 2.4. Về vận hành thì nó sẽ khỏe hơn, nhưng mà nó sẽ tiêu hao xăng hơn so với dòng xe khác. Nhưng mà nói thật với các bác là xe to như này mà không máy 2.4 thì đặc biệt là xe sang thì nó sẽ có cái ti chống bằng bằng thủy lực nhá. Ti thủy lực này. À, có đây dãy đèn nét này thì anh em nhìn nó nhìn sáng đẹp này. Đây về máy thì máy zin từ mặt dàn cò nhá. Từ dàn cò vẫn chưa ra máy kìa. Đấy. Zin từ mặt dàn cò luôn, nổ rất êm. Máy vẫn là máy cơ bản DOHC thôi. 16 van nhưng mà động cơ 2.4. À, tiết kiệm nhiên liệu so với dòng này. Còn nếu dòng khác, những dòng xe khác mà sang ấy, Parado các thứ nó tầm 3.3.5 thôi, 2.7, Fortuner 2.7 nhá. Còn con này nó chỉ 2.4 thôi, em thấy nó tiết kiệm nhất cái dòng SUV hạng sang rồi. Nên quý vị anh chị bà con nào mà đầu ra HC này, tai đèn cùng với keo chỉ carbon là nguyên zin nhá, không hề mất phần nào luôn. Xe đẹp cứng chắc, đẹp đẽ, giá tiền hợp lý. Quý vị anh chị nào quan tâm alo trực tiếp Khả Đăng ô tô qua số điện thoại 0326062779 sở hữu mẫu xe Sorento này. Khả Đăng xin chào mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào.